Audio Jungle. But I think it's with a lot of time, so I often see the film on the computer or on TV. We start here, I speak, you repeat, okay? Trong quá trình hai ngày mình học này, nó sẽ kéo dài mãi mãi để đến khi nào chúng ta chinh phục bằng được tiếng Anh thì thôi, chứ không phải nó chỉ kéo dài ở cái giây phút trong hai ngày này. Đầu tiên là 20 câu tiếng Anh là trong vòng 15 phút. Cô dạy rất là bài bản, rất cơ bản, rất là basic. Được phá vỡ cái tiếng Anh bằng không của mình đấy, mình được xóa mù, có một động lực hơn. Phương pháp của cô thì rất là hay, giúp cho mình dễ học và nó ghi nhớ được luôn. Thực sự là rất là tuyệt vời, cảm thấy em tiếp nhận được cái kiến thức này rất là nhiều. Very good. Oh, hey.